Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Mayu Makeup. Sắp đến kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 rồi, thế nên mình quyết định làm một cái video để chia sẻ với mọi người cách make up làm sao để khi chụp ảnh thật là đẹp. Bởi vì mình biết là chúng mình sẽ cùng nhau đi chơi với gia đình, đi chơi với bạn bè và trong những dịp lễ này, đúng không? Chúng mình cũng bắt đầu luôn nhá. Đối với lớp nền thì mình vẫn sẽ xử lý như những cái make up lúc khác thôi. Nhưng bởi vì sẽ lên ảnh, thế nên nếu như mọi người muốn kiểu nổi bật hơn thì mọi người nên đánh sáng hơn tông da bình thường một tông. Thì để đi ra ngoài nó cũng sẽ xuống tông là vừa. Mọi người có thấy là mình đang mọc một cái mụn rất rất to ở đầu mũi không? Đây là kết quả của việc ăn quá nhiều mận đấy mọi người. Thường thì cứ ngày nào quan trọng là y như rằng mình sẽ mọc mụn. Thật là kỳ cục. Nhưng mà không sao, bây giờ thì mình sẽ dùng che khuyết điểm để che lại là được. Khi dùng che khuyết điểm thì mọi người hãy lưu ý là muốn che được tốt thì mọi người phải đặt đúng cái điểm mà mình cần che. Chứ nhiều bạn kiểu muốn che quầng thâm mắt nhưng mà đặt kem che khuyết điểm đi đâu á. Chỗ cần che thì lại không thấy đâu, nhưng mà chỗ không cần che thì lại một cục che khuyết điểm lên. Như thế thì sẽ rất là xấu. Tiện thể thì mình muốn thông báo với mọi người một tin, đấy là mình sẽ mở một cái lớp backup dành cho học sinh sinh viên. Thời gian và địa điểm thì mình sẽ thông báo chính xác ở trên Instagram. Và mình vẫn đang cố gắng connect với rất nhiều nhãn hàng để được tài trợ ý mọi người. Không ít thì nhiều. Nên nếu mọi người có thích thú với cái lớp học này thì có thể follow Instagram của mình để cập nhật thông tin nhé. Không biết mọi người có để ý không, mỗi lần lên ảnh thì lớp backup, ví dụ như bạn backup 10 thì lên ảnh nó sẽ chỉ được tầm 5 thôi. Thế nên nếu như bạn muốn lên ảnh đẹp thì bạn sẽ phải make up đậm hơn bình thường một xíu. Đấy là lý do vì sao hôm nay mình sử dụng khối kem. Màu mà mình sử dụng thì nó cũng rất là nhạt thôi và nó không bị đỏ quá. Thế nên nó rất là tự nhiên. Mọi người có thể tham khảo màu Mocha của Fenty Beauty nhá. Và thực sự thì cái khối này nó sẽ làm cho gương mặt của chúng mình nhỏ hơn rất là nhiều ý. Với những sản phẩm khối kem như thế này thì chúng mình không cần phải đánh nhiều, nhưng mà chúng mình cần phải đánh đúng chỗ và tạo ra một cái shape thật là chính xác thì cái gương mặt của chúng mình sẽ nhỏ gọn đi rất là nhiều. Mình mới mua cái bảng mắt này của Colourpop Glowing Coconut. Lúc lần đầu nhìn thấy cái màu của cái bảng mắt này thì mình thấy tràn ngập mùa thu, kiểu nó là tông trầm nâu ấy, khá là đẹp, dễ dùng, dễ mix. Dùng trong tiệc cũng được mà dùng hàng ngày cũng được. Bây giờ thì mình không thích những cái màu sắc nó quá là cam hay quá là hồng, bởi vì kiểu mình chỉ thích những cái nó vừa đủ ấy. Kinh nghiệm đi làm việc rất nhiều ở những buổi shooting của mình nhận ra là lông mày sắc nét thì bao giờ cũng sẽ đẹp hơn lông mày kiểu Hàn Quốc khi mà chụp ảnh ý. Thế nên lần này thì mình sẽ kẻ lông mày nó hơi cứng một xíu, không mềm mại như bình thường. Có thể lên video nó sẽ ở mức bình thường thôi, nhưng mà ở ngoài là khá là đậm đấy. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng phần mắt của 3CE, đánh một màu thật là nhạt thôi ở toàn bộ bầu mắt. Cố gắng xác định thật kỹ cái hốc mắt của mình ở đâu để đánh cho cái shape mắt nó được tròn trịa. Sau đó thì mình dùng màu nâu của bảng Colourpop để nhấn phần đuôi mắt. Cả phần mắt trên và mắt dưới thì mình đều sử dụng màu nâu đậm nhé. Và dùng những cái cọn nhỏ để đi sát những cái đường chân mi, bởi vì nếu như nó bị hở ra thì rất là xấu. Tiếp theo thì mình sẽ kẹp mi. Nếu như mi bạn nào ngắn quá thì mọi người có thể mua những cái mi của Nhật, bởi vì những cái mi của Nhật thì gân nó trong và nó rất là mỏng, nó rất là tự nhiên. Không, nếu như bạn thích mi dày thì cũng được, không sao hết. Hãy đánh một cái make up look nó glam, nó thật là kiểu đồng lộn, không vấn đề gì hết. Sau khi chuốt mi thì mình sẽ sử dụng eyeliner. Mọi người hãy lựa chọn một cái eyeliner nó màu đen và nó giữ lâu một xíu. Mình thích cái eyeliner của Maybelline này bởi vì nó rất là đen và nó che hầu như rất là tốt. Còn cái heroin mà mọi người suggest cho mình rất là nhiều thì nó không được đen lắm nhưng nó giữ rất là lâu. Thôi thì được cái này mất cái kia, đúng không? Mọi người mà muốn lên ảnh xinh ý thì phải đánh má hồng thật đậm vào. Mọi người có thể đánh ửng hồng cũng được, nhưng lên ảnh thì nó sẽ không thấy gì hết. Thế nên đừng ngần ngại mà thêm một chút phần má hồng nữa. Tiếp theo sẽ là một chút nhũ lấp lánh ánh sao ở phần đầu mắt. Thêm nhũ thì thêm phần trẻ trung xinh tươi. Nhũ mắt này của bảng Colourpop luôn á mọi người. Chắc Colourpop là cái brand duy nhất của Âu Mỹ nhưng mà lại hướng đến một cái phong cách rất là Hàn Quốc. Thế là rất chú trọng vào cái màu nhũ của trong bảng mắt, giá thành lại khá rẻ nữa, phù hợp và khá là dễ mua. Có một cái điều mà ngàn năm không bao giờ thay đổi được, đấy chính là muốn chụp ảnh đẹp thì chỉ có son đỏ là đẹp nhất thôi. Đỏ cho đến đỏ đậm các kiểu thì nó sẽ rất là đẹp. Hồng cũng được nhưng mà sẽ bánh bèo hơn. Còn những cái màu ví dụ như nâu đất với cả cam đất các thứ ý, thì thực sự là màu lên nó không thể nào đẹp được bằng màu đỏ đâu mọi người. Vì lúc đấy da của mọi người sẽ bị ngả vàng.
Mọi người có thể kẻ bọng mắt giống mình cũng được và không cần cũng được. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ chỉ cho mọi người, đấy là mình sẽ kẻ thêm một cái đường màu nâu vào phần đuôi mí của mình. Điều đấy sẽ làm cho mắt của chúng mình sâu hơn, mí được rõ hơn. Và kiểu make up này cũng khá là lạ ấy. Ok, hẹn mọi người trong video sau nha. Bye bye.